Mớp chào cả nhà mình nha. Bữa nay á, mớp đi cắt rau nè, vô tình gặp cái ổ này á, mà mới đầu mớp nghĩ là cái ổ chuột, rồi nghe nó kêu sẹt sẹt trong này nè, mớp chưa có mở lên nữa. Mà nhìn cái kẽ hở dưới này á, là một cái con chim nhỏ mọi người ơi. Để mớp mở lên cho cả nhà mình xem nha. Mấy cái lùm mớp này nó cao á. Này ở trên này nè, nãy mớp lấy cái liềm mớp chặt nó trống bớt rồi. Mà đâu có biết đâu đây có cái ổ chim nè. Bây giờ mình không có dám chặt nữa đâu, nếu mà chặt trống nữa á thì mấy cái con chuột nó sẽ phát hiện ra ha. Mấy con chuột nó cũng phá dữ lắm đó. Nếu mà chim về nó ở là nó bắt trứng hết luôn á. Công nhận nó làm khéo ghê cả nhà mình. Cả nhà mình có nghe tiếng của nó không? Ở phía trên á, nó làm bích luôn. Mình không có háo ở trên. Háo ở trên á, nó sẽ bị ướt ha. Mình sẽ đi để mớp tìm cái đường ở dưới này. Không biết được mấy con nữa. Mẹ nó đâu rồi? Chim này chim gì ta? Hình như là hai con á cả nhà mình. Để mình bắt nó ra thử xem nha. Ôi dễ cưng quá à. Con này á chắc là con bị tìm được con á. Trời ơi, hai con luôn nè. Cưng quá trời, còn ở trong một con nữa cả nhà mình. Để mớp để nó trên này nhưng mà nó té. Sao bắt thêm con nữa ha. Chờ mọi người chờ xíu để mớp hạ cái máy xuống rồi mới bắt con kia ra ha. Chứ không thì để con này nó té. Đi nè cả nhà mình. Mớp mới vừa bắt nó ra nè. Hai con bìm bịp con với còn một cái trứng nữa. Mình nghĩ là cái trứng này á nó bị hư rồi á. Nếu không thì nó nở ra cùng lúc rồi, mấy con bịp bịp này nó nở rồi mà. Cái trứng thì vẫn còn. Té. Tại vì mớp cầm có một tay à, nên không có thể nào xoay nó dễ dàng được. Dễ cưng lắm cả nhà ơi. Bây giờ á, mớp sẽ hạ nó vô và kéo cái tổ nó bình thường lại ha. Để khi nào nó lớn á, cái con mẹ nó sẽ dặn nó đi. Có thể là một vài bữa nữa mình quay lại xem coi nó còn không, hay là nó lớn được bao lâu rồi ha. Mình chỉ sợ là mấy cái con chuột á, nó phát hiện ra rồi nó chung là té nè. Đi nè cả nhà mình xoay cái đầu nó lại nè. Ôi dễ cưng quá đi. Cái lông nó xù xù che cái mặt nó lại luôn rồi nè. Bây giờ mình sẽ trả nó về tổ ha. Cưng quá à. Mình sẽ ngụy trang lại như cũ. Có thể là mình sẽ hái đi một ít lá rau mớp nữa. Cái đây là cái đám rau mớp của mình nè. Rau mớp lá này á, gọi là rau mớp chân dịch nè. Đây, có hai loại rau mớp luôn nha cả nhà mình. Bây giờ mình sẽ hái một ít lá, mình phủ lên đây. Một ít cỏ nữa. Có mấy cái con này nó mét ha. Chào cả nhà mình nha. Mình đi cắt rau tiếp đây.